anh em ha. Chào mừng anh em đến với kênh Nhâm Sắc Tới Thắng anh em. Còn chỗ ở game là ấp Minh Kiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang của chú ơi. Tối nay mấy chú cháu em tập trung đây nè, lên cho cô chú như bà con cô bác mình tham khảo một cái đầu máy bốn thị ha, GX22. Con nãy là mình quay tới con số 5 luôn mà, giờ tới con số 6. Những cái máy này là bên em đã tiễn lửa hết luôn cô chú, đã tiễn lửa hết, nhưng mà vì không có thợ để mà mình dọn xúc bình xăng mình test á, nên em bên em bây giờ là em bao lửa cho cô chú mình ha. Về cô chú nào có tay nghề hoặc là cô chú nào có nhà có bình hơi á, thì cô chú xúc rửa bình xăng lên. Những cái dòng máy này thì dọn rất là nhẹ cô chú ơi, dọn rất là nhẹ. Cái con này nè, để em quay cho cô chú nhìn nè, cái bốn nè. Cô chú nhớ lưu ý giùm em nha, cái này là hàng Trung Quốc xuất Nhật luôn cô chú. Bốn nè, nhằm cái người ta rất ít xài luôn á, rất ít xài. Như cái này, cái máy này là rất ít nè, rất ít luôn. Cái bốn nó còn rất là dày, vô bơm còn. Rồi nhờ con test lửa cho cô chú nè. Trong cái thời gian test lửa em tắt cái đèn LED cho cô chú dễ nhìn nha, cô chú dễ phân biệt. Máy này cái bố còn dày luôn á. Ok luôn, máy này chắc ăn chạy luôn, bảo đảm luôn. Rồi con này em bán cô chú con số 6 là 650 cô chú. Bố rất là dày luôn. Số 6. Cái con nào nữa con? À, cô chú nhớ lưu ý nha, số 6 nó có nút ruồi. Làm dấu. Rồi tiếp tục là một em số 7. Đây mặt cái đèn LED này cô chú cho nhìn. Anh gọi cho anh hoài luôn á, anh Dương. Anh kiếm cái máy tỉa cành đó mà chưa dọn lại được cho anh nữa nè. Cái máy này thì cái vú bơm còn nè, máy thì bên đây em bao zin toàn tập trong cô chú, zin toàn tập là bên em hoàn toàn không có đụng chạm gì bên trong, chỉ mình tiễn lựa ra những cái máy nào đẹp thôi, còn những cái máy xấu xấu còn đổ qua bên bớt. Máy này thì cái bố nó hơi nông được cho máy nãy ha, nó cũng còn rất là dày nè cô chú nhìn, ốc nó còn sáng giới nè, máy cũng còn liền lạc, dây giật còn trắng luôn, áo hồng dãy luôn, có nút ruồi nữa. Đó, em nhãn vậy nè. Rồi nhà con trai test lửa cho cô chú mình nè. Cái này về cô chú làm nhẹ cái nó chạy mất tiêu rồi. Mấy người ta có cách xài. Còn cô chú làm nhẹ nó không chạy thì cô chú làm mạnh. Ăn nữa kêu cô chú lấy búa đập. Mặn lắm, rồi suối bậy không à. Ôi, nữa dữ lắm luôn. Rồi ok. Con này em bán cô chú là con số 7, 600 ngàn em bao ship cô chú. Được anh tiếng cho anh thôi. Mấy này cô chú nhớ lưu ý là bên em. Được, mấy này nó thiếu bình xăng cô chú. Thiếu bình xăng lớn. Con này con số mấy được, con số 7. Số 7 600 cô chú. Số 7 600. Rồi. Tiếp tục là con số 8. Con số 8 bố cũng còn rất là đẹp luôn cô chú ơi. Bố này rất đẹp. Rồi soi trắng sáng giới luôn á. Góc sáng. Cái này cô chú nhớ lưu ý là cái nút này là cái lỗ hơi nha cô chú. Lỗ hơi, cô chú đổ nhớt vô nó bình thường không có gì. Lỗ hơi cho ngổ nằm dưới. À, bên em là hoàn toàn không can thiệp gì hết nha cô chú. Tình trạng máy sao thì nguyên bản vậy đó. Máy này là máy bốn thị cô chú ơi. Xăng riêng nhất riêng nên là cô chú hoặc là anh chị nào lớn tuổi ha, mình hay bị quên vấn đề là mình quên pha đồ này kia.
sợ xài máy hay thì quên pha nó hư nồng, thì cái này em nghĩ là sự lựa chọn rất ok luôn á. Rồi đem tắt đèn led, em cái này bên em bao lửa cô chú, cho cô chú dễ nhìn. Rồi này còn số mấy được? Dạ. Số 8 này 600 cô chú. Cái này là con số 9, con này con số 8 là 600 nè. Đây đi giờ giấy gọc sẵn. Con số 9. Con này thì mất tiêu quá chụp rồi. Này nếu bên em tặng cô chú có chụp nha, còn con dây không? Tem nó còn vậy nè. Rất là mới luôn. 4 thì cô chú thấy cái máy Trung Quốc bình thường mình mua cái đầu máy Trung Quốc. Đầu máy Trung Quốc 2 thì bây giờ mình mua cũng là cỡ khoảng 650-700 ngàn. Cô chú mua máy này có mấy trăm ngàn mà cô chú được một cái máy Trung Quốc xuất Nhật. Chung bố là rất ok, với thứ hai cái tiêu chuẩn của nó xuất qua những cái thị trường khó tính như là Nhật Bản nè, cái này là Trung Quốc xuất Nhật nè, mà cô chú xài sẽ an tâm hơn về chất lượng. Đi Nhật Bản là một thị trường khó tính như lắm luôn, mình xăng ghim ra máy nè, hai kim luôn, gọi nhờ con chất lửa cho cô chú mình nè. Dí luôn, không có mở ra hả? À, bị cứng luôn hả? Rồi cứng ngắc luôn hả? À? Rồi bán rẻ coi vui luôn, cứng ngắc luôn rồi coi vui, cứng luôn hả? À? Cái này bán coi vui làm xác ha, nếu mà coi vui về coi vui xử lý nó được thì này quá ok luôn. Cái bình xăng này không em bán mấy cái bình mở ra, khách mua bình xăng Gin coi vui, đừng nói em bán cắt cổ. Mà em nói trước rồi, em nói bình xăng Gin là mắc, không nó mắc bao nhiêu cũng mua, chừng nó 300 rồi lấy liền. Mình dân con này đó, em nói cô chú đừng nói em hát. Tại cái này là khách yêu cầu, khách không có chịu mua bình xăng mới, mình xin ghiên lọc máy rồi 300 quốc lộn. Có hỏi đồng đàng hoàng đồng ý mà máy này bị cứng rồi. Bây giờ em bán lỗ máy này cô chú hen, em tính cô chú 450 nè, 450. Bán máy dầu quen em 450 luôn cô chú ơi. Dạ. 450 con số mấy? 9. Cô chú nhớ lưu ý cứng rồi nha. Cứng rồi. Giờ cô chú xử lý nó giùm em không biết nó bị gì cứng thì em cũng không biết luôn. Còn con này là con cuối của video luôn, thứ hai nè. Này là thiếu vú bơm. Đây. Rồi bên em tặng cho cô chú mình cái vú bơm ha. Bù trắng tinh, cái này là những cái máy mà bên em lựa không đó, lựa từ con luôn đó. Mà lo lựa không quên vụ cứng không sôi, rất là đẹp luôn. Mà cô chú nhớ lưu ý là máy này là nó thiếu cái bình xăng lớn, thiếu nắp chụp ấy à. Rồi nhờ con test lửa cho cô chú mình ơi, giật cái nó có cứng, nó có mềm chưa? Hên. Rồi chuyển sách vô đi, chuyển sách ra 5 cái nữa con. Vô chuyển rồi sách ra, chuyển vô chuyển sách ra, chuyển dịch. Đủ 5 cái. Cái con sách vô sao mà đủ mình 20 cây được rồi. Có mấy con, còn mấy con. Là bà con này. Con 5 con. Mấy con nữa. Tắt đèn xuống. Rồi. Rồi có hơn. Hơn. Rồi. Con này em bán cô chú 600 nha cô chú. 600 bao ship tặng kèm chú bơm. Con số 10 phải không nhìn? Dạ, con số 10 cũng là con cái máy cuối của video thứ hai nè cô chú. Cô chú nào làm được một trong những cái máy này thì alo giúp em nha. Rồi cảm ơn hai anh em nhiều nha. Rồi chào tạm biệt cô chú.